Thích Trần Quang xuất thân là một công nhân trẻ mía ở khu kinh tế mới Long Đức, Long Thành, Đồng Nai, cuối năm 1979, đầu năm 1980, Thích Trần Quang xin xuất gia ở tu viện Thanh Long, gần Đại Tòng Lâm, lúc 20 tuổi, khi các thanh niên cùng lứa đang phải bắt buộc nhập ngũ theo lệnh tổng động viên, ngày đêm phục vụ cho chiến trường khốc liệt Tây Nam, Campuchia. Không được thầy Đồng Nguyên đồng ý, Thích Trần Quang vẫn cạo đầu và tự lấy pháp danh là Chánh Tiến. Được một thời gian ngắn thì bị thầy Đồng Nguyên đuổi ra khỏi tu viện vì những hành vi bất hảo. Thích Trần Quang lại nhờ người giới thiệu xin được nhập chúng ở thiền viện Thường Chiếu. Sau một thời gian tập sự, ông được Hòa Thượng Thích Thanh Từ cho quy y và đặt pháp danh là Thông Huyễn. Chỉ mấy tháng sau khi xuất gia, tham vọng của Thích Trần Quang đã dần lộ ra khi ông bắt đầu viết bài đánh phá các tông phái khác. Sau nhiều lần khuyên răn, cộng thêm những hành vi bất minh với những sư cô ở thiền viện Huệ Chiếu, ông đã bị Hòa Thượng phạt và tẩn xuất khỏi sư môn. Ông liền chạy theo cầu pháp Hòa Thượng Thông Lạc và tự đổi pháp danh thành Trần Quang. Trần Quang nghĩa là hào quang chân lý hay ánh sáng chân thật. Một cái tên rất hay, rất ý nghĩa, nhưng đây tuyệt đối không phải là sự ngẫu nhiên. Ông chọn tên này với hàm ý, chỉ có ta là chân lý, hay, giáo lý của ta là chân lý. Và đây cũng chính là thương hiệu, tiền đề cho tham vọng thống lãnh, bá chủ của mình. Sau hơn 10 năm bôn ba, năm 1992, Thích Trần Quang lập nên chùa Phật Quang ở núi Dinh, Bà Rịa, Vũng Tàu, và bắt đầu đăng đàn thuyết giảng, thâu nạp đệ tử. Bằng giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi, khá truyền cảm, cộng với trí thông minh ma mãnh biết đánh vào tâm lý người nghe, Thích Trần Quang đã thành công với một số quần chúng cả tin. Ông cũng bắt đầu tìm cách len lỏi, chen chân vào ban trị sự Phật giáo Trung ương để thao túng, âm mưu thống lãnh toàn bộ giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau nhiều năm vận động, kết nghĩa và cầu pháp thông qua con đường hỷ cúng, kế hoạch của Thích Trần Quang vẫn không thành. Thích Trần Quang vẫn sinh hoạt riêng lẻ, không được giáo hội chấp nhận vì bản tính gian xảo, lai lịch không rõ ràng, hành vi mờ ám, và nhất là vì Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lại là người hiểu rõ bản chất gian manh, giá tâm của Thích Trần Quang từ khi ông mới xuất gia. Theo tài liệu của cư sĩ Minh Mẫn, dù bị Hòa Thượng Tôn Sư Thích Thanh Từ tẩn xuất khỏi Thường Chiếu, thầy mình vẫn còn đó, Trần Quang lại đến đầu sư với cố Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, Thích Chí Quảng, Thiền Sư Duy Lực, vân vân, nhưng đều lần lượt bị từ chối. Trần Quang lại ra Bình Định xin y chỉ của Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn. Lúc ngài đang xây chùa, Trần Quang xin được hỗ trợ kinh phí. Thật ra, nhờ uy tín của Hòa Thượng, Trần Quang đã vận động hải ngoại cúng dường. Mãi đến khi có Phật tử điện về báo cáo đã gửi tiền cho Trần Quang, Hòa Thượng mới vỡ lẽ bí ẩn những đồng tiền Trần Quang không bao giờ báo cáo. Khi Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn trong Nam làm Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trần Quang lại đầu quân xin y chỉ sư, được thầy giao việc trông nom chùa Minh Đạo ở quận 3. Trần Quang đã tìm cách đẩy đệ tử của Hòa Thượng ra, đưa người của mình vào chiếm lĩnh, thao túng. Hòa Thượng hoảng hốt, liền trục xuất Trần Quang ra khỏi chùa Minh Đạo. Mãi đến năm 2014, Thích Trần Quang mới được giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương, nhưng cũng chỉ được một nhiệm kỳ. Tất cả những chức vụ khác trong giáo hội ông từng khai như Ủy viên Viện Nghiên cứu Phật học Trung ương, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, thành viên Ban Hoằng pháp tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đều là mạo nhận. Việc này đã được Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu xác nhận. Để âm mưu bá quyền của mình được dễ dàng, Thích Trần Quang luôn tìm cách tiếp cận, móc nối, làm quen với các vị chức sắc trong giáo hội các cấp, các lãnh đạo chính quyền từ địa phương đến trung ương như Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết để dựa dẫm, tạo uy tín và thế tựa có lợi cho mình. Thích Trần Quang cũng tự nhận mình là cháu ruột của Bác Hồ để lôi kéo, dù dỗ giới trẻ. Tính đến năm 2018, Thích Trần Quang đã lập ra 41 đạo tràng và 33 chúng thanh niên trên toàn lãnh thổ Việt Nam và hải ngoại, với số tín đồ chính thức quy y với ông lên tới hàng trăm ngàn người. Các đệ tử quy y phải phát nguyện lời thề tuyệt đối trung thành với đất nước, với Phật và với sư phụ. Trong số đó, phải kể đến các đạo tràng rất là, rất đặc biệt như đạo tràng Đại Dũng, đạo tràng Bí mật Tây Nguyên, đạo tràng Quyết tử Phật Quang, những đạo tràng mà ai nghe thấy tên cũng phải giật mình và đặt nhiều dấu hỏi. Theo đệ tử thân tín Ly Khai Phạm Ngọc Sơn, pháp danh Thái Phương, người trong các đạo tràng này được Thích Trần Quang cho phép không cần phải giữ năm giới cấm của Phật là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và uống rượu, vì nếu giữ năm giới này thì sẽ không làm được việc. Thầy cho phép đạo tràng Đại Dũng có thể giết bất cứ ai để giải nguy, bảo vệ tính mạng của sư phụ và đất nước. Nếu làm được như vậy thì không những không có tội mà còn được phước rất lớn vì ta đã có tâm bảo vệ Phật pháp. Nhiệm vụ của đạo tràng Đại Dũng là quản lý tất cả tăng ni trong chùa về mặt an ninh, theo dõi tư tưởng, đề phòng những kẻ lợi dụng hàng ngũ xuất gia, len lỏi vào để hại thầy. Điều tra lý lịch, theo dõi ban điều hành các đạo tràng thuộc tổng đạo tràng Phật Quang, kịp thời phát hiện những phần tử xấu len lỏi vào đánh phá. Cũng theo lời kể của Thái Phương, vào năm 2002, Thích Trần Quang đã ra lệnh cho một số người trong đạo tràng Đại Dũng đến nhà ông Nguyễn Văn Hùng, pháp danh Minh Hạnh, ở Long Khánh để đánh đập chỉ vì ông Hùng dám viết bài nói rằng Trần Quang là thầy tu mặc áo trùng thâm, đội lốt Phật giáo để phá hoại Phật giáo. Khi thành lập đạo tràng Quyết tử Phật Quang, Thích Trần Quang nói với các đệ tử rằng đạo tràng Quyết tử Phật Quang là đội quân khủng bố chuyên nghiệp,
bằng tất cả mọi hình thức như ghi âm, ghi hình, nhắn tin đe dọa, đánh đập, bắt cóc, điện thoại hăm dọa, viết tờ rơi gửi khắp nơi cho những ai chống thầy, chống lại đường lối của Phật Quang. Ông cũng bắt các đệ tử phải phát nguyện thề độc, phải tuyệt đối giữ bí mật những hoạt động của đạo tràng, tuyệt đối trung thành và phải hiến thân cho sư phụ đến vô lượng kiếp. Thích Trần Quang luôn tìm cách triệt hạ uy tín, đánh phá các tông phái khác để tự đưa mình lên. Một đoạn trích trong bài viết Hoang Tưởng của cư sĩ Minh Mẫn, một người khả kính, cả đời học tập và viết để bảo vệ Phật Pháp, đã nói về Thích Trần Quang như sau. Vào năm 2005, khi Thiền sư Thích Nhất Hạnh sắp về Việt Nam, Trần Quang nói với người viết bài này, anh nên phê phán ông Nhất Hạnh. Tại sao? Tôi hỏi, ông ta là CIA. Sao thầy biết? Ngày giải phóng, cách mạng bắt được hồ sơ của ông ta ở bót Nguyễn Văn Cử, quận Nhất, Sài Gòn. Trần Quang nói một cách chắc nịch, tôi trả lời, hồ sơ CIA thì ở cấp trung ương, chứ làm gì ở một quận lẻ như thế. Ông im lặng, và ít lâu sau, bài Nhận Định Giáo Lý Làng Mai ra đời với cái tên rất là Chí Thông. Một lần khác, khi Chùa Hoàng Pháp sinh hoạt nổi bật, ông lại xúi tôi viết bài chống Chùa Hoàng Pháp. Tôi hỏi, tại sao? Ông ta nói, Hồi giáo bỏ tiền cho Hoàng Pháp sinh hoạt, sau này biến A-di-đà thành A-la. Thời gian không lâu, nhiều truyền đơn bôi xấu Chùa Hoàng Pháp tung giải ngay trong sân chùa khi có những khóa tu cho Phật tử. Những khóa tu cho sinh viên có những dấu hiệu phá hoại như bỏ thuốc kích thích vào bồn nước uống và có những phần tử phá rối trong khóa tu. Cũng theo tài liệu của Thái Phương Phạm Ngọc Sơn, năm 2003, khi Hòa Thượng Thích Thanh Từ ra cam danh để thuyết pháp, có một Phật tử hỏi về Trần Quang thì Hòa Thượng trả lời rằng Trần Quang giảng sai lời Phật, nói lạc ý thánh, sau này sẽ đọa địa ngục. Ai nghe theo thì cũng xuống địa ngục luôn. Thích Trần Quang liền sai đạo tràng Đại Dũng viết bài công kích nói xấu cho rằng Hòa Thượng không có lòng thương người, tu sai pháp Phật. Trần Quang cũng viết bài luận về tư tánh để công kích đường lối tu hành của Hòa Thượng Thanh Từ nhưng không dám để tên thật của mình. Việc đáng nhớ nhất là vào tháng 9 năm 2004, sau khi nhận được tin báo Hòa Thượng Thích Chí Quảng, trưởng ban Hoàng Pháp Trung ương, có ý định không cho Thích Trần Quang đi giảng nữa vì ông không có bằng cấp giấy tờ chứng nhận giảng sư của Trung ương Giáo hội, gây mất tình đoàn kết trong nội bộ Phật giáo, cố ý công kích gây chia rẽ các tông phái. Thích Trần Quang liền ra lệnh cho chúng tôi, đạo tràng Đại Dũng, dẫn hơn 20 Phật tử có cả người Kinh lẫn người dân tộc Tây Nguyên đến chùa Ấn Quang để hỏi tội, quay phim, chụp hình, thu âm và dùng áp lực buộc Hòa Thượng Chí Quảng phải từ bỏ ý định. Khủng khiếp hơn nữa là Trần Quang đã cho cô Trần Thị Thúy Nga, pháp danh Tâm Chủ, cắt 10 ngón tay để lấy máu viết huyết thư yêu cầu Hòa Thượng Chí Quảng và Trung ương Giáo hội phải để cho ông tự do đi giảng pháp, nếu không cô sẽ tự thiêu để phản đối. Mặt khác, Trần Quang cũng kêu gọi các đạo tràng chuẩn bị xe cộ, cờ xí, băng rôn, gậy gộc, sẵn sàng chờ lệnh ông để tiến về Sài Gòn biểu tình gây áp lực. May thay Hòa Thượng Chí Quảng nhượng bộ chịu thua, nếu không thì khó có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Song song với việc thành lập các đạo tràng, chúng thanh niên, cơ sở kinh tài, âm thầm đánh phá các tông phái khác, Thích Trần Quang cũng đã dùng rất nhiều tiền thâu tóm các chùa chiền để bành trướng thế lực và sức ảnh hưởng, phục vụ cho tham vọng bá chủ của mình. Số chùa thật sự đang nằm dưới sự kiểm soát của ông ít ai biết rõ, nhưng ta có thể kể một số như chùa Từ Tân, chùa Bửu Lâm, Sài Gòn, chùa Phổ Quang, Bà Rịa Vũng Tàu, chùa Đức Quang, chùa Viên Quang, Nghệ An, chùa Linh Quang, còn gọi là chùa Lối, Nghệ An, chùa Hải Lâm, Lý Sơn, Quảng Ngãi, chùa Phổ Quang, Long Biên, Hà Nội, Thiên Đường Thánh Quang, Thái Nguyên, vân vân. Cần nói thêm, khi Hòa Thượng Thích Thanh Tứ trụ trì chùa Bái Đính Viên Tịch, Thích Trần Quang đã nhắm đến việc kế nhiệm trụ trì chùa Bái Đính, nhưng thỏa thuận bất thành vì Đại gia Xuân Trường không đồng ý và đã vận động đưa người của mình là Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu lên làm trụ trì. Để dàn xếp, Trần Quang được chia cho chức Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phạm Nhật Vũ, em trai Phạm Nhật Vượng, là cố vấn của ban này. Năm 2007, sau nhiều năm vận động vào Trung ương Giáo hội không thành, Thích Trần Quang đã ra lệnh cho các đệ tử thân tín, các đạo tràng chuẩn bị thành lập giáo phái mới, gọi là Giáo hội Phật Quang. Cũng theo Thái Phương Phạm Ngọc Sơn, đầu năm 2007, Thích Trần Quang gọi ông vào phòng riêng và nói rằng, đã đến lúc chùa Phật Quang chúng ta cần phải tách rời Giáo hội Phật giáo Việt Nam để thành lập riêng một giáo hội mới gọi là Giáo hội Phật giáo Phật Quang, vì giáo hội này đã quá mục nát không thể góp ý xây dựng được nữa. Từ lâu thầy đã chuẩn bị khá đầy đủ những kế hoạch như giáo lý, kinh điển, lực lượng tăng ni, lực lượng Phật tử trong và ngoài nước, cơ sở kinh tế, cơ sở tài chính, lực lượng sinh viên, cờ hiệu của Phật Quang, quốc ca, đạo ca, lực lượng cơ động phản ứng nhanh, lực lượng an ninh đặc biệt, lực lượng cảm tử khủng bố, lực lượng đặc nhiệm phản gián. Tất cả đều đã sẵn sàng, nếu thầy không vào được Trung ương Giáo hội nhiệm kỳ này thì sẽ công khai tổ chức. Trong đơn tố cáo Thích Trần Quang của hơn 60 tăng ni Phật Quang ngày 8 tháng 1 năm 2010 cũng có đề cập đến việc này như sau. Cuối năm 2007, đầu năm 2008, sau khi không thành công trong việc giành được một vị trí trong giáo hội, thầy ra lệnh cho chúng tôi chuẩn bị các công việc để tiến tới thành lập Giáo hội Phật Quang và ly khai ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Để phục vụ cho tham vọng này, ông bổ sung, sửa đổi thanh quy, nội quy của chùa Phật Quang để áp dụng cho tăng ni trong giáo hội mới với những điều lệ theo kiểu những quy định của một hội kín như
bắt buộc tăng ni phải phát nguyện trung thành một cách tuyệt đối, thậm chí là mù quáng theo sư phụ. Bắt buộc tăng ni phải viết nhật trình hàng ngày, ghi rõ các việc làm trong ngày như gọi điện cho ai, tiếp người nào, nói chuyện với ai mỗi ngày, vân vân. Thích Trân Quang đã dùng mọi thủ đoạn để từng bước thực hiện cuồng vọng thao túng, thống lãnh toàn thể giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo lời ông nói thì ông muốn làm một cuộc cách mạng Phật giáo, cải cách để thích nghi với thời đại mới. Thật ra thì ông tự suy diễn và cố tình diễn giải Phật Pháp theo ý riêng của mình, thậm chí sửa cả giới cấm, dẫn dắt Phật tử đi vào đường u minh tà đạo. Ông muốn làm giáo chủ và muốn Phật tử tôn sùng bái lại ông như một vị Phật sống. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, kế hoạch A không khả thi, kế hoạch B lại không được suôn sẻ vì biến cố 2009, khi đại đa số những đệ tử trung kiên nòng cốt đã tuyệt tình ly khai Thiền Tôn Phật Quang sau khi phát hiện ra những hành vi dâm dục và âm mưu đen tối của sư phụ mình. Hàng trăm lá đơn tố cáo đã được gửi đi, nhưng vì một lý do bí ẩn nào đó đã không được hồi đáp và mọi chuyện cũng chìm dần vào quên lãng. Thích Trân Quang vẫn ung dung tự đắc thuyết giảng ma pháp và thế lực của ông cũng phục hồi lớn mạnh theo thời gian. Những tưởng không một ai có thể ngăn được bước tiến của Trân Quang vì ông rất ma mãnh, thủ đoạn luôn rào trước đón sau, cộng với những mối quan hệ mà ông đã gây dựng cho mình. Có thể nói, ông gần như là một vùng cấm, cho đến khi có sự xuất hiện của cái nồi cơm điện. Suy luận sai để rồi làm gì? Ngưỡng mộ một cái thằng ba trợn cũng là tà tư duy. Ví dụ như thấy một cái tay đó, nó mặc đồ rách, ôm bát, nó đi lang thang. Ồ, đây là thánh nhân cuộc đời của tôi, đây là bậc thánh, nó cũng tà lao, ba trợn. Mà có biết có phải tay nó thiệt không? Hiểu coi, nó tu cái gì, nó nói cái gì, nó học bao nhiêu kinh điển, nhiếp tâm được chưa, nó biết cái giới luật là gì không, lời Phật dạy học được bao nhiêu cái, sửa được cái gì rồi. Chỉ thấy nó mặc áo rách, nó ôm cái nồi cơm đi cái là, đồ đây là bậc thánh cuộc đời của tôi, nó cũng là ma trợn, nó cũng là tà tư duy. Thích Trân Quang đã tạo ra cơ nghiệp đồ sộ của mình chỉ bằng cái miệng, nhưng có lẽ cũng chính cái miệng ấy sẽ hại ông thân bại danh liệt.